Phim được lồng tiếng bởi Muxi Media Bắc Kinh. Câu lạc bộ Phú Hào Tinh Thành ẩn mình ở nơi lưng chừng núi, bí mật khiêm tốn, điều kiện gia nhập các khe, có tài sản phải trên hàng tỷ nhân dân tệ, không tiền sự tiền án phạm tội, có lòng thường xuyên làm từ thiện. Tính đến hiện giờ, hội viên chính thức trong câu lạc bộ chỉ có 58 người. Nơi này không chỉ là chỗ vui chơi mà còn là ngưỡng cửa của các doanh nghiệp hướng đến. Những người có thể hội viên phụ chính là con cái của những người giàu có này. Hứa Trại Nhàn, anh nhất định sẽ lấy em. Đáng ghét, em nhất định phải lấy anh sao? Em chỉ có hai sự lựa chọn. Một là gả cho anh, hai vĩnh viễn không thể gả cho ai khác. Bá đạo. Hoàng Liệt Cường. Alo. Trại Nhàn. Anh thực sự xin lỗi, do công ty đột nhiên có khách hàng cần tiếp đón nên anh không tới chỗ em được. Dạ, không sao, công việc quan trọng hơn mà. Ừ, nhưng hôm nay em nhất định phải tham gia buổi đấu giá của câu lạc bộ đó nha. Dạ, em sẽ đi. Anh yêu em. Nếu như muốn khởi nghiệp thành công thì phải buông bỏ toàn bộ thời gian cá nhân. Nếu như không có giác ngộ làm việc một năm 365 ngày một tuần 7 ngày, mỗi ngày 24 tiếng, vậy thì đừng khởi nghiệp nữa. Sự nghiệp là quan trọng nhất, gia đình tuyệt đối không phải thứ nhất. Nhạc Bình, nhà chúng ta đã chuẩn bị xong nơi ở rồi, sao anh cứ nhất định phải ở lại trong câu lạc bộ? Anh muốn yên tĩnh chuẩn bị kế hoạch, không muốn bị người khác làm phiền. Vậy chúng ta phải ở trong nước bao lâu nữa? Nếu như em có việc gấp thì
thì có thể về trước. Bộ này là được thôi. Lâu rồi không gặp. Chào cậu. Xin chào. Cậu vô trong đi. Tôi sắp xếp xong buổi đấu giá cho cậu rồi. Hứa Trại Nhạn và Hoàng Lị Cường đều tham gia. Cậu hài lòng rồi chứ hả? Khi nào hai người họ kết hôn? Tháng sau. Nè, cô gái kia cậu định tính sao? Hay là cậu xử lý giúp tôi? Nà, đừng hại tôi. Không phải chuyện gì tôi cũng xử lý đâu. Xin chào sếp quan. Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Chào sếp tiên. Nhạc Bình, em qua chỗ bạn một chút nha. Dạo này bận chuyện làm ăn gì vậy? Cũng không có gì. Sao không cẩn thận như vậy? Để anh nhặt giùm em. Có chuyện gì vậy? Em thấy không khỏe sao? Không có. Em chỉ đang nghĩ hôm nay không biết phải mất bao nhiêu tiền mới có được chiếc nhẫn kia. Cho dù bao nhiêu tiền, anh cũng sẽ lấy được nó cho em. Thưa các quý ông quý bà có mặt ngày hôm nay, vật phẩm được đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay chính là chiếc nhẫn kim cương Archer được cắt từ viên Kenas. Viên kim cương này nặng 33,19 carat, là một trong những vật quý nhất toàn cầu. Giá khởi điểm của chúng ta là 5 triệu đô la, mỗi lần tăng 100.000 đô la. Vậy bây giờ xin phép bắt đầu. Ông đây ra giá 5 triệu 100.000 đô la. 5 triệu 100.000 đô la. Vị khách số 28 ra giá 5 triệu 500 nghìn đô la. 5 triệu 600 nghìn đô la. Quý bà phía sau ra giá 5 triệu 600 nghìn đô la. 7 triệu đô. Quý ông đây ra giá 7 triệu đô. 7 triệu đô lần 1. 7 triệu 500 đô. 7 triệu 500 đô. Quý ông số 28 ra giá 7 triệu 500 đô. 7 triệu 500 đô lần 1. 7 triệu 500 đô lần 2. 7 triệu 500 đô. 10 triệu đô. Quý ông đây ra giá 10 triệu. Mười triệu đô lần 1.
10 triệu đô lần 2, 10 triệu đô lần 3. Thành giao, chúc mừng quý ông đây đã có được chiếc nhẫn này. Em vẫn thích chiếc nhẫn hình trái tim ở buổi triển lãm trang sức 2 ngày trước hơn. Thật sao? Dạ. Được rồi, vật đấu giá tiếp theo của chúng ta là bức tranh từ thời Hoàng đế Càn Long, giá khởi điểm 6 triệu đô. Em đi nhà vệ sinh chút nha. Quý bà số 40 ra giá 7 triệu đô. Sếp Lưu, có chuyện gì không? Khá khen, em vẫn còn nhớ tôi. Không có chuyện gì thì tôi có thể đi được chưa? Em không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tôi còn tưởng là sếp Lưu có chuyện gì muốn nói với tôi. Hóa ra là không phải. Xin lỗi, tôi không có chuyện gì muốn nói với sếp Lưu. Em không có gì muốn hỏi tôi sao? Ví dụ, tại sao tôi lại quay về đúng lúc này? Tôi hỏi thì sếp Lưu sẽ thả tôi đi đúng không? Được thôi, xin hỏi vì sao sếp Lưu lại quay về đúng lúc này? Vì em. Chuyện này vui lắm sao sếp Lưu? Em không tin hả? Vừa nãy anh dùng giá cao để lấy được chiếc nhẫn, thế là sắp kết hôn rồi đúng không? Đúng vậy, tôi sắp kết hôn rồi. Dù gì chúng ta cũng đều là người sắp kết hôn. Sếp Lưu nè, tư thế này không hợp lắm đâu. Sao vậy? Chuyện thân mật hơn trước đây cũng đã làm rồi mà. Vậy mà giờ còn không để cho tôi đến gần sao? Cho tôi 30 giây. Nè anh, Lưu Nhật Bình, anh là đồ tôi. Tôi không phải là Tiền Tiểu Tiểu. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Nếu tôi đi, có thể trông Nhạc Bình giúp cậu. Tôi và Nhạc Bình hai chúng tôi quyết định ở bên nhau rồi. Nói với Trại Nhàn giúp tôi sẽ về nhanh thôi. Nói cô ấy chờ tôi. Được, tôi nhất định sẽ nói với cô ấy. Anh không cần quay về nữa. Trại Nhàn nói với tôi, với tình hình hiện tại của hai người, anh sẽ liên lụy tới cô ấy. Vậy nên cô ấy muốn chia tay với anh. Thank you.
Nhạc Bình. Alo, Lưu Tổng. À, được, 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 tôi có thời gian. Được, vậy trưa nay chúng ta gặp ở nhà hàng. Xin chào Hứa Tổng. Vẫn như cũ nha. À, thật ngại quá, không biết hôm nay cô sẽ tới, nên chỗ cô hay ngồi có người khác ngồi rồi. Vẫn chưa xong xong. Ừ, khó làm quá. Chỗ này em làm có chút vấn đề nhỏ. Để anh bôi đỏ cho em, sau đó em kiểm tra lại coi. Hứa Tổng. Xin chào Lưu Tổng. Hứa Tổng, mời ngồi. À, dạ được. Đây là bản kế hoạch của chúng tôi, mời bà coi qua. Hay là cô giới thiệu qua cho tôi về bản kế hoạch này đi. Dạ được. Hạng mục này của chúng tôi tập trung vào các nhãn hiệu trang phục nhỏ. Tôi cho rằng các cửa hàng trang phục ngoài đời thật đang trong quá trình chuyển đổi hình thức, từ hình thức mua bán truyền thống trước kia chuyển đổi thành hình thức mua bán trên các trang mạng xã hội. Mà phòng thay đồ mô phỏng của chúng tôi vì vậy mà ra đời. Cô nói tôi nghe điểm nổi bật của sản phẩm đi. Chúng tôi thu thập nhiều tài liệu về thời trang. Nhạc Bình, biệt thự mà Trịnh Tổng sắp xếp cách nhau xa quá. Em muốn đi gặp anh cũng thật khó. Những biệt thự khác đều có người rồi, nên đành vậy thôi. Sau đó gửi cho khách hàng. Như vậy khách hàng có thể tải app phối đồ, và khi mua đồ trên mạng, họ có thể vô phòng thử đồ mô phỏng để thử đồ. Hạng mục này rất hay, nhưng mà giá để làm được tương đối cao, khó có thể đánh giá được phần lãi. Các doanh nghiệp trong nước sẽ không dễ dàng thử đâu. Chúng tôi chuẩn bị mở rộng ra thị trường quốc tế và sẽ dùng nước Mỹ làm thí điểm. Như thế này đi, tôi sẽ về thương lượng lại với cổ đông. Chúng ta gọi món trước đi. Dạ. Đàm phán xong chưa? Để anh đi đón em. À, không cần đâu. Em nghỉ ngơi ở câu lạc bộ luôn. Tối nay Trịnh Tổng còn giới thiệu một người khác cho em. Được. Anh rời đi như vậy sao? Anh sợ bị vợ chưa cưới phát hiện hả? Sao cũng được, cô ta không quản chuyện này. Còn vấn đề tình cảm thì sao? Tụi anh không có tình cảm gì để nói. Anh không nói lại ba mình mà thôi. Nói cái gì mà cô ta có ơn với công ty của chúng ta. Hơn nữa, tài nguyên của tập đoàn Hứa Thị rất quan trọng với nhà chúng ta. Chuyện kết hôn này không làm khác được. Vậy với em thì sao? Em nói coi. Không thể nào, cô ấy chưa bao giờ tới trễ mà. Không sao đâu, tôi chờ được mà. Hồ, cậu đổi tính thành người si tình từ khi nào vậy? Cô không đi sao? Nếu như tôi đi, cậu nghĩ khi cô ấy tới nhìn thấy cậu thì sẽ ở lại sao? Cậu đó. Mời Hứa Tổng. Xin lỗi Trịnh Tổng, tôi tới trễ. Không sao đâu, dù sao người nào đó cũng chờ được mà. Xin chào Hứa Tổng.
Xin chào Lưu tổng. À, hai người nói chuyện đi, tôi còn có chuyện, không làm phiền nữa. Vậy tôi cũng không làm mất thời gian của sếp Lưu đây nữa, tạm biệt. Em sợ gặp tôi tới mức đến cả chuyện công cũng không bàn nữa sao? Được, thì chúng ta nói chuyện công việc. Không cần, tôi đã coi qua bản kế hoạch, nhưng mà phải do công ty chúng tôi làm chủ. Anh có ý gì? 4 năm không gặp, khả năng lý giải của em giảm đi nhiều ha. Tôi muốn tìm người hợp tác. Tôi biết anh không hợp với tôi. Ngoài tôi ra em không thể tìm được ai nữa đâu. Không tin sao? Lưu tổng, nhiệt tình với một người phụ nữ sắp kết hôn như này không tốt đâu. Anh phải kiềm chế lại đi. Kiềm chế sao? Em đang nói đến trái tim hay là thân thể? Lưu manh. Cô gái, quà tặng cho cô nè. Xin lỗi, chúng tôi không được phép nhận quà. À, vậy cô có thể nói cho tôi biết Lưu tổng, Lưu Nhạc Bình ở phòng nào không? Thực sự xin lỗi, Lưu tổng đã dặn là không được để cho người khác làm phiền đến ông ấy. Tôi không phải người khác, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Ừ, thật sự xin lỗi, như vậy cũng không được. Cậu mời hả? Không vấn đề. Nè, anh ấy tới đây diễn thuyết, tụi mình cùng đi coi đi. Cậu thích người này sao? Mình có quen anh ấy. Ba của anh ấy có hợp tác làm ăn với ba của mình. Hay là mình nghĩ cách để hai người làm quen với nhau? Cậu nói cái gì vậy? Mình có nói gì hả? Sao cậu lại đỏ mặt? Nếu như muốn khởi nghiệp thành công thì phải buông bỏ toàn bộ thời gian cá nhân. Nếu như không có giấc ngủ làm việc 1 năm 365 ngày, 1 tuần 7 ngày, mỗi ngày 24 tiếng, vậy thì đừng khởi nghiệp nữa. Thời gian để ăn cơm, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, nghỉ cũng đừng nghỉ. Hơn nữa, cuộc sống như vậy ít nhất phải mất 5 năm. Xin chào đàn anh, tôi tên là Hứa Trại Nhạn, gần đây vừa mới khởi nghiệp. Đây là bản kế hoạch của tôi, hy vọng đàn anh có thể giúp đỡ chỉ bảo một chút. Anh rất tò mò, em hoàn toàn có thể kế thừa sự nghiệp của ba mình, vì sao phải tự mình lập nghiệp? Anh cũng có thể thừa kế sự nghiệp của ba mình, sao phải tự mình lập nghiệp? Có thể là do anh tham lam. Anh cảm thấy làm con nhà giàu đời thứ hai không có cảm giác thành công bằng việc làm nhà giàu đời thứ nhất. Gần đây anh làm sao vậy? Lúc nào cũng nhăn nhó mặt mày. Công ty của ba anh xảy ra chút vấn đề, giờ máy tính sai một bước dẫn đến dòng tiền bị cắt đứt giữa toàn bộ chuỗi vốn. Hiện giờ anh buộc phải gánh vác chuyện này thay cho ba. Tình hình hiện tại của công ty nếu như để cho người khác biết được thì khoa học kỹ thuật Lion mà ba anh vất vả cả đời mới có được có thể sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Vậy khoa học kỹ thuật bình nhất của anh thì sao? Sau này không có khoa học kỹ thuật bình nhất nữa, chỉ có khoa học kỹ thuật Lion mà thôi. Cậu cũng phải đi rồi.
Trại Nhạn, mình cũng không còn cách nào. Công ty của ba mình ở bên đó, cả nhà của mình phải di dân qua đó. Nhưng mà như vậy cũng tốt, mình qua đó có thể trông Nhạc Bình giúp cậu. Nhạc Bình đã đi Mỹ một tuần rồi, vậy mà không gọi cho mình cuộc điện thoại nào. Không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu đừng lo lắng, mình qua đó sẽ đi tìm anh ấy ngay, rồi nói anh ấy gọi cho cậu. Được, nhớ tự chăm sóc cho mình nha. Lên đường bình an. Sau khi bàn bạc lại với cổ đông của công ty, chúng tôi quyết định hợp tác hạng mục này với công ty của cô. Tốt quá rồi, vậy chút nữa chúng ta sẽ bàn lại hợp đồng kỹ hơn. Tôi đang định nói cho cô chuyện này. Chuyện ký hợp đồng cô phải nói chuyện trực tiếp với ông chủ lớn của tập đoàn. Ông chủ lớn? Ông ấy đang chờ cô. Mời vô. Chào ông. Mời ngồi. Là anh. Em không cần ngạc nhiên, tôi vừa thu mua công ty của bà ấy rồi. Tôi đã nói rồi, em sẽ không tìm được ai ngoài tôi đâu. Anh thật bỉ ổi, tôi sẽ không hợp tác với anh. Còn tôi cho rằng em sẽ chỉ hợp tác với tôi. Tự mình đa tình. Vậy sao? Nguồn tiền công ty của em còn chưa được giải quyết, vì sao em lại vội vàng muốn làm hạng mục này như vậy? Hơn nữa, còn là thị trường nước Mỹ mà em không quen. Tháng sau tôi sẽ kết hôn với Hoàng Liệt Cường. Có tập đoàn Hoàng Thị, chuyện nguồn vốn tự nhiên sẽ được giải quyết. Trả lời vấn đề của tôi, vì sao lại là nước Mỹ? Vì tôi đang ở nước Mỹ hả? Không phải, không liên quan đến anh. 4 năm trước, mối liên hệ của chúng ta đã được định sẵn là sẽ không bao giờ cắt đứt được. Anh có tư cách gì nói những lời này? Anh và Tiền Tiểu Tiểu làm ra chuyện đó mà không cảm thấy vô liêm sỉ sao? Chăm sóc ông ấy cho tốt, một tiếng nữa tôi sẽ bay. Nhạc Bình à, điện thoại của tôi hết pin rồi. Tôi muốn gọi điện thoại cho mẹ tôi, để bà ấy mời bác sĩ giỏi nhất ở New York cho bác trai. Cảm ơn cô. Tiểu Tiểu, đưa điện thoại cho tôi. Tôi xin lỗi, nó bị rớt vô nước rồi. Nhờ cô chuyển lời với Trại Nhàn, tôi sẽ về ngay. Nói cô ấy hãy chờ tôi. Được, tôi nhất định sẽ nói với cô ấy. Anh nhớ bảo trọng. Anh ấy bận lắm sao? Sao không gọi điện cho mình? Trại Nhàn, mình xin lỗi. Mình... Sao vậy? Có phải Nhạc Bình đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu mau nói đi. Mình với Nhạc Bình, hai đứa mình ở bên nhau rồi. Cậu nói vậy là sao?
anh ấy phải chịu áp lực rất lớn để cứu công ty. Có hôm anh ấy uống nhiều, hai đứa mình liền. Anh ấy khỏe quá mà không còn cách nào. Cái gì? Sao cô ấy không đến trường? Có thể liên hệ với cô ấy giúp tôi được không? Alo, Tiểu Trương, đặt vé máy bay về nước ngay cho tôi, luôn đi. Nhạc Bình, anh không được đi. Bệnh tình của Bắc Lưu còn chưa ổn định. Tôi sẽ về quay lại ngay thôi. Anh không cần về nữa. Khi tôi qua Mỹ, Trại Nhạc đã nói với tôi, với tình hình gia đình anh hiện giờ sẽ liên lụy cô ấy, cho nên cô ấy muốn chia tay với anh. Tôi không tin. Cô ấy không phải là người như vậy. Cô ấy đổi số điện thoại chính là vì không muốn liên hệ với anh nữa. Trước đây tôi không nói cho anh là vì sợ anh đau lòng. Ba, ba. Đồng ý với ba, đừng về nước nữa. Con hãy ở lại đây, vực lại công ty. Đừng liên hệ với Hứa Trại Nhạn nữa. Hai đứa không hợp đâu. Đồng ý với ba nha. Vậy mà em cũng tin lời cô ta? Không phải anh cũng tin sao? Hoàng Ly Cương gọi. Hoàng Ly Cương. Cô là? Tôi là vợ chưa cưới của Lưu Nhạc Bình, Tiền Tiểu Tiểu. Chúng tôi đã từng gặp nhau ở hội đấu giá. Xin lỗi, hình như tôi không biết cô. Cũng không quen người nào là Lưu Nhạc Bình. Nhưng mà vợ chưa cưới Hứa Trại Nhạn của anh biết chúng tôi. Ồ. Cô ta bắt cá hai tay. Anh biết chuyện này chứ? Tôi không quan tâm. Chuyện liên hôn của chúng tôi chỉ là do cần thiết mà thôi. Giữa chúng tôi không có tình cảm. Sao nào? Cô ấy cướp chồng chưa cưới của cô hả? Được. Cho dù anh cảm thấy tình cảm không quan trọng, anh không để ý những chuyện này, nhưng hai người sắp tổ chức lễ cưới, nếu như lại có tin đồn trăng qua gì đó thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến công ty của mấy người đâu. Tôi thấy là cô vẫn nên trông coi chồng chưa cưới của mình cho thật tốt. Nhạc Bình, nhìn anh thật nghiêm túc. Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? 4 năm trước cô đã nói những gì với cô ấy? Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này? Em nói đúng theo những gì đã dặn dò em mà. Ồ, thật vậy sao? Đúng vậy. Sao tôi không nhớ đã từng lên giường với cô? Nhạc Bình, lúc đó em đã nói xạo, nhưng em làm vậy cũng là muốn tốt cho anh. Anh lúc nào cũng suy nghĩ cho Hứa Trại Nhạn, nhưng mà cô ta có thể giúp gì cho anh chứ? Cô ta chỉ kéo chân anh mà thôi. Còn em có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh.
Nhạc Bình, em làm vậy là muốn tốt cho anh. Mấy năm ở Mỹ, tôi cảm ơn sự giúp đỡ của tập đoàn Tiền Thị đối với khoa học kỹ thuật Lion. Nhưng tôi cũng đã giúp các người kiếm lại được không ít tiền. Tôi sẽ không truy cứu những gì cô đã làm trước đây nữa. Tới đây là hết. Sau này chúng ta không nợ gì nhau. Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Nghe nói cô sắp kết hôn rồi. Tôi còn chưa chúc mừng cô. Tôi và Nhạc Bình đã đính hôn khi ở Mỹ. Chỉ là vội quá, chưa kịp tổ chức hôn lễ mà thôi. Vậy sao? Vậy chúc mừng hai người. Hai người gặp nhau rồi chứ? Gặp rồi. Chúng ta đều là người có hôn ước. Là vợ chưa cưới của Nhạc Bình, tôi hy vọng cô không có liên hệ gì với anh ấy nữa. Nếu như hai người thật lòng yêu thương nhau thì cho dù chúng tôi có gặp mặt cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Không cần cô phải nhắc nhở tôi. Em đã chuẩn bị xong danh sách khách mời tham dự hôn lễ chưa? Em chuẩn bị xong rồi. À đúng rồi, lúc chuẩn bị hôn lễ nhớ chú ý đến hình ảnh của mình. Em đừng để nhà báo chụp được cái gì, ảnh hưởng không tốt đến công ty của chúng ta. Anh có ý gì? Vợ chưa cưới của Lưu Nhật Bình gì đó, tên là gì ta? Tiền Tiểu Tiểu. Cô ta tới tìm anh. Anh không cần quan tâm đến cô ta. Em và Lưu Nhạc Bình không có mối quan hệ đó. Vậy em nên giữ khoảng cách, tránh cho cái cô Tiền Tiểu Tiểu gây phiền phức. Anh thấy cô ta cũng không phải người hiền lành gì. Anh cũng chú ý một chút. Anh làm sao? Ít đi quán bar một chút, nhiều người phức tạp. Đó đều là khách hàng làm ăn mà. Xã giao thôi, chỉ là xã giao mà thôi. Vậy thì tốt. Thịt bò này là do anh đặc biệt nhờ bạn bè mang từ châu Âu về. Em ăn nhiều một chút nha.
không còn đường đi. Sao em không thử quay đầu? Lòng nhẫn nại của tôi có hạn, tôi sẽ không chờ lâu đâu. Phim được lồng tiếng bởi Muxi Media Bắc Kinh. Dự án phòng thử đồ mô phỏng 3D online này, chỉ cần khách hàng đến cửa hàng thực tế quét toàn thân một lần sẽ tự động hình thành bản điện tử hình thể giống hệt như vậy. Ngoài thông tin về số đo ba dòng chính xác và tỷ lệ thân thể ra, còn căn cứ theo hình thể tiến cử những trang phục thích hợp nhất. Sau này không cần ra khỏi nhà cũng có thể thoải mái thử trang phục. Dự án này không chỉ để giải quyết vấn đề không có thời gian của người đi làm, quan trọng hơn là hình thành hệ thống giữa thực tế ảo và thật, cải thiện tình hình buôn bán mà các cửa hàng thực tế sắp phải đối mặt. Chúng ta cùng nhau chờ mong, sau này không cần ra khỏi nhà cũng có thể thoải mái thử trang phục. Dự án này không chỉ để giải quyết vấn đề không có thời gian của những người đi làm. Em nhìn đủ chưa? Đóng cửa lại. Em không muốn trốn nữa sao? Anh có tin tức chưa? Tôi coi rồi. Lẽ nào chỉ vì tôi trốn anh mà anh dùng cách này để ép tôi phải gặp anh sao? Muốn gặp em, tôi thiếu gì cách. Không cần phải phiền phức như vậy. Tiền Tiểu Tiểu làm vậy là ăn trộm. Nếu như tôi kiện cô ta thì cô ta sẽ phải ngồi tù. Em cứ kiện đi, tôi không có quan hệ gì với cô ta. Cô ta là vợ chưa cưới của anh. Tôi nói cô ta là vợ chưa cưới của mình khi nào? Cô ta nói vậy. Cô ta nói em liền tin sao? Lấy cho tôi cái áo sơ mi. Đem vô đi. Bản dự án chỉ có anh và Lưu Tổng biết. Tiền Tiểu Tiểu không quen Lưu Tổng. Cho nên cô ta lấy bản dự án từ chỗ tôi. Anh thừa nhận rồi. Là anh đang trêu đùa tôi đúng không? Em có nghĩ cái bệnh hay đoán lung tung này của mình phải sửa đi không? Vậy tôi đi tìm Tiền Tiểu Tiểu. Chúng ta không nói đến chuyện dự án nữa. Hôm nay tôi đã nhận được thiếp mời đến giờ hôn lễ của em. Tôi đã nói rồi, người kết hôn với em phải là tôi. Có phải em nên giải thích một chút không? Giờ tôi không thể hủy hôn. Liệt Cường không có lỗi gì hết. Hơn nữa, tôi cũng không thể hủy đi danh dự của cả hai công ty. Vậy nên không có vậy nữa. Anh sẽ giải quyết vấn đề mà em đang lo lắng. Việc em cần làm là tin anh. Cô Tiền, dự án thử quần áo 3D đó của cô thật thú vị. Xem ra chuỗi thương mại của Phương Thiếu rất có hứng thú với dự án này. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ nào. Hợp tác vui vẻ. Alo, Lão Trịnh, cậu sắp xếp đi. 40 phút nữa tôi sẽ đi New York. Ừ.
Mặt mũi của Tiền tổng thật lớn. Nhiều năm như vậy mà bệnh tế trẻ vẫn chưa thay đổi. Không phải tôi nói với cô rồi sao? Tôi nói cô cách xa chồng chưa cưới của tôi ra. Sao cô nghe không hiểu vậy hả? Hứa Trại Nhạn, có phải cô rất hận tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô hận tôi hơn nữa thì cũng không bằng nỗi hận tôi dành cho cô. Những năm này người ở bên cạnh Lưu Nhật Bình là tôi. Tôi cùng anh ấy giật dậy công ty, tôi cùng anh ấy chăm sóc bác luôn. Còn cô thì sao? Cô làm cái gì? Vậy mà đến cuối cùng vừa nhìn thấy cô, tôi không là gì hết. Tại sao chứ? Đúng, lúc tôi theo đuổi anh ấy đã dùng chút thủ đoạn, nhưng mà tình yêu là ích kỷ, tôi không sai. Tam quan của Tiền tổng thật khiến người khác khâm phục. Chuyện trước đây tôi có thể không truy cứu, nhưng lần này cô ăn trộm tác phẩm của tôi, đây là phạm pháp. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cô không hề đưa dự án của mình cho tôi, mà đưa cho Nhạc Bình. Nếu như cô muốn kiện tôi nhất định sẽ kéo anh ấy theo cùng. Không phải cô rất yêu anh ấy sao? Nhắc nhở cô một chút, mấy ngày nữa sẽ còn có tin tức lớn hơn. Có chuyện gì sao? Lưu tổng đâu? Tối hôm qua ông ấy đã về Mỹ rồi. Về Mỹ rồi sao? Khi nào anh ấy quay lại? Ông ấy không nói, ông ấy đi rất vội. Được rồi, tôi biết rồi. New York. Hy vọng chúng ta có sự hợp tác vui vẻ. Theo tin tức mới nhất, chuyện con dâu sắp cưới của nhà họ Hoàng Hứa Trại Nhạn ngoại tình đã lên trang nhất của tin tức ngày hôm nay. Theo như nhà báo biết, có ảnh làm chứng, gần đây Hứa Trại Nhạn có đi lại rất thân mật với một người đàn ông. Người đàn ông này chính là chủ tịch của công ty khoa học kỹ thuật Lai Ân, Lưu Nhạc Bình. Lão Hứa, tôi luôn giúp đỡ công ty của ông vượt qua khó khăn, nhưng xảy ra chuyện này, ông khiến nhà chúng tôi làm sao đứng vững trên thị trường được hả? Ông nói đi, ông nói Liệt Cường làm sao cưới Trải Nhạn được hả? Được rồi, ông không cần nói nữa. Chuyện này tôi hiểu, chuyện này là do Trải Nhạn nhà chúng tôi làm không tốt hả? Chào. Xin chào Hứa tổng, tôi là người của tạp chí Tù Tiêu. Xin hỏi giờ cô có tiền để phỏng vấn không? Xin lỗi, tôi không rảnh. Xin chào, tôi là người của Nhật báo Dương Quang. Giờ cô có tiền để phỏng vấn không? Xin lỗi, tôi không rảnh. Nhạc Bình.
trình dân quân. Alo Trịnh tổng, chắc là anh đã biết chuyện của tôi rồi đúng không? Việc anh giúp tôi mở một cuộc họp báo, tôi muốn chứng minh mọi chuyện. Cô Hứa, mọi chuyện đã được giải quyết rồi, cô không cần lo lắng. Giờ cô hãy mở tivi lên coi đi. Hả? Căn cứ theo thông tin nhận được, người thừa kế tập đoàn Quang Thị Hoàng Liên Tường bị phát hiện ở chung với một người mẫu, có hành vi thân mật. Trong quá trình còn mở cửa sổ, động tác của hai người cũng không có chút né tránh. Theo như thông tin của người trong cuộc, hai người đã ở chung với nhau từ năm 2016. Khi chuyện này được thông báo toàn diện trên mạng, có vài chuyện liên hôn của hai nhà Hoàng Hứa sẽ kết thúc ở đây. Rất mong mọi người quan tâm đến tin tức của chúng tôi. Lão Hoàng, đây lại là chuyện gì chứ? Chuyện gì đấy chứ? Chuyện này cho Nhật Bình quay lại giải thích cho cô. Nhật Bình, xin lỗi, số điện thoại quý khách dự gọi tạm thời không ai nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau. Nhạc Bình, Nhạc Bình, anh về rồi sao? Anh sao vậy? Chuyện bên Mỹ không thuận lợi sao? Em gọi cho lão Trịnh rồi sao? Đúng. Vốn dĩ em muốn gọi cho anh đầu tiên, nhưng mà sau đó nghĩ rằng anh đang bận nên em không dám làm phiền anh. Hay là anh cho em 30 giây? Hả? Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Em sợ bị nhà báo chụp được hả? Còn lâu em mới sợ. Không phải còn có anh sao? Hơn nữa Tiền Tiểu Tiểu cũng thật tiên dị, tấm hình đó không nhìn ra là anh. Ê, đúng rồi, hình của chúng ta là do Tiền Tiểu Tiểu chụp, còn hình của Hoàng Liệt Cường thì sao? Là anh. Quả nhiên là anh. Nhưng mà lúc đó anh đang ở New York, mà mọi chuyện mới xảy ra có mấy tiếng. Anh làm cách nào vậy? À, anh có ý đúng không? Liên quan đến tình xấu của chúng ta, chỉ cần Tiền Tiểu Tiểu đưa cho truyền thông thì Trịnh Giật Quần sẽ nhận được tin tức. Vậy vì sao lại báo Hoàng Liệt Cường? Không báo Hoàng Liệt Cường thì làm sao giúp em giải trừ hôn ước? Anh điều tra chồng chưa cưới của em cũng khá lâu rồi, sao anh có thể để cho em gả cho loại người như Hoàng Liệt Cường chứ? Đi nào, anh đưa em tới chỗ này. Đi đâu? Nè, lần này anh đi Mỹ chính là vì dự án gian thử đồ mô phỏng của em sao? Dự án này đang trong quá trình thử nghiệm, chờ thêm 6 tiếng nữa thì bên New York sẽ có tin tức. Trong lúc này chúng ta chỉ cần đợi báo cáo thị trường. Giờ toàn đội của anh đang tập trung làm dự án này, nếu như thành công thì có thể tạm thời giải quyết chuyện nguồn tiền của công ty em. Em không biết phải cảm ơn anh ra sao mới tốt. Sau này không được xé đồ của anh nữa. Sao nó lại ở chỗ anh?
chiếc nhẫn 10 triệu. Lấy anh nha. Xin lỗi cô Tiền, tư cách hội viên của cô đã bị hủy, cô không thể vô trong. Tư cách hội viên của tôi bị hủy sao? Dựa vô đâu hả? Tôi xin lỗi, tôi cũng chỉ làm theo ý của cấp trên. Được. Alo, Phương Tổng, tôi là Tiểu Tiểu. Không phải chúng ta đã hẹn hôm nay cùng nhau bàn chuyện dự án phòng thử đồ 3D sao? Gì chứ? Anh không làm nữa? Tại sao chứ? Tôi không ở New York, vì sao phải xem tin tức của New York chứ? Tới rồi. Sao chúng ta không vô bên trong câu lạc bộ ăn chứ? Vì nhà báo không vô được bên trong câu lạc bộ. Nhưng mà nè, Lưu Tổng, lần liên hôn này có liên quan đến thương nghiệp hay không? Lưu Tổng, nghe nói 4 năm trước hai người đã từng là người yêu, vì sao 4 năm trước lại chia tay? Xin hỏi Hứa Tổng, người đàn ông trong tin tức lần trước là Lưu Tổng sao? Không sai, là tôi. Lần này phải chụp cho thật rõ đó. Hứa Tổng, Lưu Tổng, xin hỏi hai vị định khi nào kết hôn? Phim được lồng tiếng bởi Muxi Media Bắc Kinh.